Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó, mấy mấy cặp đực ha, với bộ mẹ con hổm đang bộ mẹ con cái 37 triệu quá. Đó, với con bò chữa 40 triệu nè. Đó, con đực với bộ mẹ con. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị cặp đực kem ha. Đó, trong đây thì một con F1 và một con F2 nè cô chú chị. Đó thì nói chung thì bò này cũng lụng 6 tháng tuổi nè, 6 tháng tuổi có hơn rồi, 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó thì một con F1 và một con F2 ha. Đó thì hai con này thì chiều cao nó dao động ngang ngang với nhau, chiều cao là 1m08, 08, 09 bò cô chú chị. Đó nhưng em báo thì nói chung thì từ 1m08 tới 1m1 bò đi. Đó 1m08 tới 1m1 bò cô chú chị. Đó nhưng em nói cái con binh lực thì xương thóc thì khỏi nói luôn, nó tướng tá cấp mình thì rất vuông bò luôn, lực lạc tích nở dây nở. Đó còn nói chung thì cái dòng F2, dòng F2 thì nói chung thì nó nằm thì lựa mấy chỗ nước nằm không của chú chị. Đó nên nhìn nó cũng hơi dơ ha. Đó nhưng hai con này thì xương sóc thì em quan sát là chân móng hoàn thiện, nó không có ổ xe là xuống ruột gì. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà muốn bán với giá là 29 triệu. Đó 29 triệu là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 28 số ha. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó thì nói chung thì thức ghi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đó nhưng em nói con F1 thì tướng cá tác mình thì khá đẹp của chú chị. Nó tướng tá cấp mình thì khá đẹp nè, bò thì rất pin lực luôn. Nó con F1 thì nói chung thì nó pin lực, tại vì con F2 nói chung thì nhìn dơ, nó nhìn nó không bóng bò lực lạc của chú chị. Đó nói chung thì con F2 thì nó lực không bằng con F1 ha. Đó thì hai con này thì nói chung thì giá cả thì nói chung thì cũng rất yêu thương luôn cô chú chị. Nó chủ nhà đưa ra cái mức giá thì em thấy quá hợp lệ luôn. Đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua giùm nuôi vú béo thêm ha. Đó, nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đây, con này thì đứt nở dai là dai đôi nè cô chú chị. Đây cái dàn dai của nó là cô chú chị không? Đó, dai là dai đôi ha. Đó cô chú chị thấy cái dàn dai dàn lưng của nó nè. Em nói cái lưng của nó hủng dính giữa luôn cô chú chị. Đứt thì khỏi nói luôn, mặt mày nè. Đó mặt bự mặt cục luôn, hai con thì đều mặt bự không. Nó có hai đầu trụi với hai con này thì toàn đầu trụi không chú chị. Đây chân móng nè, xương sóc là xương sóc cối luôn. Em nói cặp bò này xương sóc rất to luôn cô chú chị. Đó cặp bò này thì xương sóc rất to luôn nè. Đó chân trước nè, nó tướng tá cấp mình nè. Đó thì cặp đực này giá là 29 triệu. Đây con này xương sóc nè, nó xương sóc thành rất to luôn cô chú chị. Đó em nói hai con này xương sóc cối luôn. Đây đích nè, có hai nè. Nó tại vì có hai lông nó chưa thay lông máu thì nhìn lông nó không có bóng bẩy bằng có một cô chú chị. Đó. Đây cái dàn lưng của con F1 nè cô chú chị coi nè. Nghe nói dàn lưng của nó thì khỏi nói luôn, cái dàn dài lưng này cô chú chị thấy không? Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại nó tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin kênh số chủ nhà cô chú chị mình liên trực tiếp ha. Nó cặp đực như vậy mà có 29 triệu à, 29 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 28 số ha. Nói chung giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó. Tướng tá cấp mình nè. Nhưng được con cái thì hai con này thì khung tàn khung xương thì khá lớn cô chú chị. Đó nhưng em nói con F1 thì pin lực chứ. Một cái dàn dai của nó thì khối nó cái dàn dai của nó đây. Lưng hủng dính giữa luôn. Nó dàn dai của nó là lưng thì hủng dính giữa luôn của chú chị. Đít thì khỏi nó cái dàn đít đúng không? Đít chúng nó hết biết dàn đít không? Đây, dàn dai nè. Đó, chú chị thấy không? Đó dai là dai đôi em, cái lưng nó hủng dính giữa luôn, em nói cái lưng nó hủng dính giữa luôn. Đó. Tướng tá pin lực này. Đó giá là 29 triệu. Đó 29 triệu là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tụng hình. Đó. Hai con này xương sóc rất to nghe cô chú chị, em nói hai con này xương sóc rất to đó. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó cặp đực như vậy có 29 triệu à. Nói chung thì bò lúc này rẻ lúc trước dữ lắm cô chú chị. Đó thì bà con nào cũng mua bò vô béo bò hình sản, nói chung là ngang lúc này nè, bò nó rẻ hơn lúc trước. Đó mình mua về mình nuôi thì nói chung thì nó lợi hơn lúc trước mấy triệu con. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tụng hình. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp kem F2 ha. Đó thì nói chung thì cặp kem này thôi nó là khỏi nói dàn siêu lực của nó luôn cô chú chị. Đó một con sâm móc ha. Đó và một con phép cầm vàng. Đó nói chung thì hai con này thì F2 cô chú chị.
Đó thì hai con này thì lụng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi á, nhưng mà em nói cái dòng F2. Đó, nó là con của dòng bò siêu của chú vậy. Em nói cái dòng bò siêu thì đẻ con ra thì thôi, pin lực thì mát sữa thì khỏi nói luôn. Đó, hai con đực này em nói pin lực thì thôi dữ dằn luôn của chú chị. Nó đít với dai nó cũng như dạng bằng nhau luôn. Nó cái dòng này nó muốn qua cái dòng đít muối của chú chị. Đít tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đó, nhưng mà hai con nói chung thì dòng F2 pin lực thì nói chung thì chiều cao nó không có cao hung của chú chị. Hai con bò này thì chiều cao nó là 1m lẻ. Con vàng này nè là 1m lẻ 7, lẻ 7 là 8 bò. Còn con này chiều cao là 1m lẻ 6, lẻ 7 bò. Đó, con sấm móc thì chiều cao 1m lẻ 6, lẻ 7 bò. Con phép vàng chiều cao 1m lẻ 7, lẻ 8 bò của chú chị. Đó, nhưng thì nói chung là hai con này thì chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng được gì nha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, nói chung thì tiền nào của nấy cô chú chị. Đó, tại những con bò pin lực tướng tá cấp mình pin lực thì thôi khỏi nói luôn. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà muốn bán giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Đó thì cô chú chị nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó, em nói tiền nào của nấy cô chú chị. Đây, tướng tá cấp mình thì dài đòn hai con, em nói cái dạng đòn của nó thì khỏi nói luôn. Đó, nó vuông bò mà đều. Đây, nói chung thì hai con bò này xương sóc thì cũng rất to. Nó chân móng thì cũng chân móng sò ha, xương sóc thì cũng khá to. Đó, không ốp xe là xuống rất được gì cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình hai con nè, em nói hai con này pin lực dữ dằn luôn. Đó, thì cặp đực F2 này giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu là bao ship của cô chú chị mình. Đó, em nói tiền nào của nấy ha, tại những con bò pin lực tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không. Đó, mặt mày nè, hai con đầu thì đồ trụi hết, đít khỏi nói dàn đít luôn cô chú chị. Đó, đít thì khỏi nói dàn đít nó luôn. Đó, tù của nó quằn. Đó, tướng tá cấp mình cái dàn đít của nó là cô chú chị thấy không. Đó, nó bò mới khớp cái gì đó. Đó, nó pin lực thì dữ dằn luôn cô chú chị. Đó, nói chung thì mình mua hai con bò này đáng đồng tiền luôn. Đó, bò thì rất đẹp cô chú chị. Đó, đây về phần mặt mày nè, hai con thì đầu đầu trụi, mặt là mặt bự mặt cục không nghe cô chú chị. Đó, hai con đầu thì đầu trụi ha. Đây, lưng dài nè cô chú chị, coi cái phần lưng của nó nè. Đó, em nói cái lưng nó với cái đít thì khỏi nói luôn. Đây, chân trước nè. Đó, chân sau nè. Đó, chân móng là chân móng sò ha. Đây, đít nè. Đó, dàn dài nè cô chú chị, coi cái dàn dài của nó nè. Đó, cái con này nó pin lực nè. Đó, còn con sấm móc này mặt mày nè. Đó, cô chú chị coi thấy mặt mày không ha. Đây, con sấm móc cái dàn đít của nó nè. Đó, cô chú chị coi dàn đít của nó nè, như ba bê muối không. Còn con sấm móc này cái dàn dài của nó thì hết cái nó nổi cái dàn dài của nó luôn cô chú chị. Đó, em nói thì tiền nào của nấy ha, thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đây, con sấm móc cô chú chị coi dàn dài nè. Đó, đó mặt mày nè. Đây, mặt là mặt cục một bự nè. Đây, cái dàn dài của nó cô chú chị cái lưng nè. Đó. Chung tại vì cái dòng F2 con của con bò siêu nên nó không có được cao hơn cô chú chị, nhưng mà tướng tá cấp mình cái dàn thùng thì khỏi nói. Đó thì cặp đực này giá là 36 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 200 số. Đó, con nào con nấy cổ là cổ vắng cổ rô không cô chú chị. Con nào con nấy cổ vắng cổ rô không, tướng tá cấp mình chân móng nè, đứng rất khéo ha. Đó thì cô chú chị nào thấy cặp đực này thì liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì cặp đực này giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu là bao ship cho cô chú chị nhà trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Nó bò thì bên em sẽ bao cái thứ nhất cú dồ cẳng hai thùng lúng thùng ruột cho bà con mình. Nó thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi mình đóng tiền. Đó, mình kiểm tra có bú dồ cẳng hay không, nó có thùng lúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đây, chân móng đứng rất khéo luôn cô chú chị. Nó nhưng hai con này cái độ pin lực của nó thì thôi khỏi nói luôn. Đây là cái dàn dài của nó nè cô chú chị coi nè. Nó cái dàn dài nè. Đó, hai con nè đúng đời luôn, đít khỏi nói cái dàn đít của nó lúc con nào con nấy tướng tá cấp mình nè cô chú chị coi nè, pin lực dữ dằn không. Đó thì cặp đực này giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi vú béo thêm ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cho chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ kem, con mẹ này mẹ tơ mới lên lứa đầu tiên này cô chú chị.
đó, nhưng em nói nó đang giữ con cái kem thì thôi, không mát sữa thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì mẹ tơ này nói chung thì con mẹ nằm dưới tàn sát nhất rồi đó. Con mẹ này chiều cao là em đo là chiều cao là 1m43 44 bò đó, chiều cao là 1m43 44 bò cô chú chị đó. Nhưng mẹ này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên ha. Đó thì mình mẹ con này em quan sát chân móng hoàn thiện, không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì cô chú chị đó. Nhưng em nói đẻ con là rất tốt luôn đó, đẻ con là rất mát sữa cô chú chị đó. Con mẹ này nói chung thì mẹ tơ mới lấy đứa đầu tiên đó, tàn sát không tàn không xương thì khá lớn luôn cô chú chị đó, rúng yếm nè, chân móng nó cũng so đó. Nhưng mà có anh chủ nhà nói con mẹ nó ý con này thì được 3 tháng tuổi rồi cô chú chị đó, con thì được 3 tháng tuổi ha, nhưng mà con mẹ thì nói chung thì có bụng tinh lại rồi đó. Con mẹ này có bơm tinh lại được 25 ngày rồi cô chú chị đó. Thì nói chung thì dòng kem con này mẹ nó là F1 rồi cô chú chị. Nói chung thì nó nằm như tàn sát nhất rồi. Con mẹ này em nói thùng vào cái ngang hết nói luôn đó. Để con là phải mát sữa đó, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên đó. Con thì được 3 tháng tuổi nhưng mà con mẹ có bơm tinh lại là được 25 ngày rồi đó. Thì con mẹ thì hiện tại đang bơm tinh kem lại luôn cô chú chị. Đây cô chú chị coi cái dàn thùng mẹ nè, đó thùng dạo tướng tá cấp mình nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại để tầng hình đó. Thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 37.500.000 đó. 37 này trung tâm là bao ship cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Nói chung mẹ này thì mẹ tơ nha cô chú chị. Đây về phần chân móng mẹ nè, chân móng xương sóc là xương sóc cối luôn. Hôm nay mẹ là nằm về 1m40 mấy là tàn nhất nha cô chú chị đó. Bù vú hết biết cái bù vú không, nó rúng nè, chân trước nè, chân trước thì đứng rất khéo luôn cô chú chị. Vú nè, vú thì 4 cái ha. Nó em nói cái bộ vú nó thì hết nói luôn cô chú chị. Nó rúng yếm nè. Đây gì thì con mẹ này có bông trắng nè cô chú chị đó. Nhưng mà nói chung thì con mẹ này nói chung thì không có xé mặt ha đó. Mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên luôn đó. Thì xé lưng thì nghiêm chỉnh cô chú chị, xé lưng thì nghiêm chỉnh ha. Nó con mẹ cao tới 1m40 mấy bò luôn đó, 1m40 mấy bò nè. Mẹ này nằm giờ tàn sát nhất rồi đó. Thì đối với những bộ mẹ con mà đã rõ thì bên em bán sẽ bao lội của chúng chị mình trong vòng 3 tháng ha đó. Nếu về có lú hí trục trặc thì bên em nó thâu bò xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đây nhưng mà được con cái thì em nói đẻ con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đây con đó nè, em nói không phải nói với con thì thôi đủ tiền con luôn, cái dai cũng vậy. Chị coi cái dàn dai dàn lưng nè. Đó, con này em thấy cái hoa hết thân cái hoa luôn. Con này kiểu mẫu sao mà để làm giống sinh sản luôn cô chú chị. Đó cô chú chị coi con xương sóc nè, rúng nè. Nó rúng yếm xương sóc nè, xương sóc là xương sóc cối luôn. Nó mới 3 tháng tuổi mà hết biết luôn. Con này mà nằm gì con đực một cái là khỏi nói luôn cô chú chị. Đây cái lưng của nó nè. Đó thì bộ mẹ con này giá là 37.000. Nằm về tàn sát nhất thì để con nói chung thì nó bà con mình mua bò về để làm giống sinh sản thì mình lựa những con mẹ mà để con mát sữa như thế này nè cô chú chị. Đó. Con mẹ nè, cái con này cô chú chị thấy không, em không phải nói chứ em lấy cái lưng nữa nè, hết biết cái lưng luôn cô chú chị. Đó. Ra con thì nó không ra ngoài gì không? Đó, con mẹ con thì chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì luôn cô chú chị. Nói không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây con này cô chú chị coi này. Con mới 3 tháng tuổi nhưng mà con mẹ thì anh chủ nhà có bơm tinh lại được 25 ngày đó. Mẹ thì nằm về tàn sát nhất luôn đó, tướng tá cấp mình nè mẹ con nè. Đó, em nói con mát sữa lẻ cái dàn đít khỏi nói luôn. Con mẹ có bù vú nè cô chú chị, hết nó nổi cái dàn vú không. Nó có bù vú của nó kìa. Nó tướng tá cấp mình nè. Đó mẹ thì nằm như tay sang nhất khác. Nói chung con mẹ này thì cứ tơ chữa là con mẹ này cũng lụng 30 mấy triệu rồi cô chú chị. Đó con này nếu mà tơ chữa thì hiện tại tơ chữa lắm nha. Tơ chữa lúc này nó bèo lắm thì cũng phải 35 triệu. Đó thì tại vì bò cao tới 1m40 mấy bò. Nó nằm như tàn sát nhất rồi. Đó nhưng mà đứa con cây thì đè con ra rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầng hình. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con đỡ thường phí xe ha. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về An Giang cô chú chị. Đó An Giang với Đức Huệ ha. Đó với Đồng Nai, trảng bơm của Đồng Nai. Bà con nào ở mấy vùng đó thì hoặc mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe.
Đó, con mẹ nè, thùng dạo tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không? Nói chung thì nằm dưới này sạch nhất rồi. Đó, xương sóc thẻ con là xương sóc mà mát sữa nó khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, cái lưng nè, đây phần lưng của con nè cô chú chị coi nè, nó dai nè, lưng dai nè, con mẹ nè đó, con mẹ thì cái ngang khỏi nói cái ngang luôn cô chú chị. Đây mẹ cái ngang nè, đây cái lưng nè, hết biết không tướng tá cấp mình nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tận hình. Đó, giá là 37.500.000 đó, giá là 37.500 là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số đó. Thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong rồi, bây giờ tiếp tục video ngày hôm nay.